bình dân niềm hạnh phúc vô bờ. Lạy Mẹ dịu hiền trái tim luôn rộng mở, cho mọi người trên khắp muôn nơi. Mẹ thật nhẹ nhàng vui an khi khổ đau, cho con ân tình Chúa, vinh phúc thiên đường con nó thỏa yêu. Thank you.
thưa cộng đoàn, hôm nay giáo họ Lộ Bút chúng ta hân hạnh được được tập trung để ở trước đài Đức Mẹ, rồi những ngày tháng tập luyện thì hôm nay chúng ta tạ ơn Đức Mẹ đã cho thời tiết chúng ta rất thuận tiện, rồi song song thì Đức Mẹ lại đồng hành cái đài của chúng ta đã từng bước đi vào ổn định hạng mục từ chống thiên cấp để làm cho đội đạt chất lượng hoa của chúng ta. Để lần nữa thì chúng ta chào đón đội hoa và đội trống của giáo họ Hồ Nam được thẳng ra tay thật lớn. Và giờ đây và chúng ta hướng về Đức Mẹ để chúng ta tặng Đức Mẹ và xin Đức Mẹ cho chúng ta đi đường được thời tiết thuận lợi, chúng ta có một cuộc đời hoa thật là linh thiêng và tốt đẹp. Chào